một đứa bé chỉ bằng nửa ngón tay út của ta. Chính ta đã viết lá thư mời cô. Đây là con của ta, nó bị thương. Người làng nói hãy tìm một cô gái khổng lồ, xinh đẹp và tốt bụng đến. Trước đây nó luôn cười đùa rất vui, nhưng từ khi nó bị thương là nó không có cười nữa. Cô sẽ giúp chúng tôi lấy lại nụ cười cho nó chứ, cô Beret. Bé đang sốt, nó làm cho bàn tay tôi cũng nóng theo. Nhưng chúng tôi không biết cách chữa cho nó. Tôi có mang theo ít lá thuốc đây. Thuốc này tốt lắm. Đứa bé nhỏ xíu này cần một ít thôi là khỏi bệnh. Mọi người tìm giúp tôi một cái giỏ trứng chim. Ở đây rất an toàn, cảnh đẹp, mọi người rất thương nhau đó Tí Hon. Thế ba mẹ của tôi có thể đến đây ở không? Nếu mà họ đến được thì tôi sẽ ở đây suốt đời. Được chứ. Nhưng họ sẽ khổ sở vì thế giới nhỏ bé của chúng ta lại quá chật chội đối với họ. Như cô Beret kia, cô mới đi mấy bước là hết khắp cả hang rồi.